tổng hợp những video triệu view của Long Học phần 1. Bịp thật rồi. Cường lực kinh công cứng nhất năm 2022. Đây iPhone của bạn đây. Cứng như thế nào ạ? Ha, ha, ha. Còn nguyên. Rất dễ dán. Vuốt một đường. Thế là xong. Kinh ấy. Thế ngon. Không bị làm sao ạ? Không bị làm sao ạ? Do tôi thả ngu nên là vỡ một tí góc. Nhưng mà màn không bị làm sao ạ? Kính cũng vẫn nguyên vẹn. Thay cái mới vì rẻ quá. Kính ấy, xin nhá. Nó lại còn chống rớt. Không xước một chút nào. Với độ chống xước này, bạn có thể dùng nó để gọt thái hoa quả. Bạn thấy thế nào ạ? Hiệu ứng cánh sen, chống thấm mồ hôi, vân tay. Ai chả? Cái hàng chính hãng nó đi kèm với cả bộ kính cam. Đó, nên là các bạn để ý để mua đúng cái hàng chính hãng á. Món đồ để bạn có người yêu. Alo em à, sang đây anh cho em ăn kem cuộn thờ tinh. Cái này là dụng cụ làm kem để thắp lửa tình yêu qua đường ăn uống. Bao gồm một dụng cụ và hai cái xẻng để băm băm. Hai cái xẻng này được làm bằng nhựa, phần tản nhiệt này làm bằng kim loại. Nó không dùng pin, không dùng điện, chỉ cần để tủ lạnh 12 tiếng thì nó có thể làm được 3 mẻ kem mà vẫn giữ nhiệt. Chứng minh độ lạnh này, nước đã đóng băng này. Để được nước đóng băng nhanh như này, nhiệt độ phải dưới 0 độ C. Nó giá băng như trái tim cờ rút của bạn vậy. Sẽ làm kem theo công thức tổ tiên mách bảo: sữa tươi, sữa đặc, whipping cream, thêm một chút sở tinh. Nó làm lạnh rất nhanh, khoảng 1 phút sau thì nó đã đông được như thế này. Theo như trên mạng, bạn sẽ tách kem như thế này và cuộn nó lên. Tuy hơi thất bại nhưng được tấm lòng. Giống người ta làm không? Như hai giọt nước biển với cả giọt nước mắm. Xin chúc mừng bạn, đàn gái theo cách này thì bạn sẽ bị chia tay. Nó ngon lắm các bạn ạ. Tôi phát hiện ra là mình đã đổ quá nhiều nguyên liệu. Nếu bạn cán mỏng hơn thì nó có thể cuộn khá đẹp. Kết luận chung, cái máy làm kem cuộn tại nhà này có hiệu quả và làm lạnh nhanh trong khoảng là 2 đến 5 phút. Lượt sau sẽ lâu hơn lượt đầu. Thế nha, Long Khoa Học, review khoa học. Khuấy cà phê truyền thống rất dễ bị nước văng tung tóe. Nên tôi mua quả cốc khuấy tự động về để review cho anh em dùng thử. Ôi chu choa mà ơi, nó đẹp. Để nó ở chiếc bàn làm việc phun đồ công nghệ không dây của tôi này. Trông nó đẹp sang chảnh. Nhìn kinh rồi. Đẹp như người yêu của bạn vậy. À chết, bạn làm gì có người yêu. Chất liệu inox thường thấy ở các loại bình giữ nhiệt tiêu chuẩn. Lại còn bền. Test thử. Nó khuấy bằng một con thoi làm bằng nam châm, được bọc nhựa ở bên ngoài để đảm bảo an toàn. Test pha cà phê. Cho nước hầm cách thủy vào đây. Wow, lực mạnh vai trưởng, nhìn này. Nó không bị bám cặn cà phê ở đáy. Test sức mạnh hardcore hơn, tôi sẽ đánh trứng. Khuấy như điên luôn. Vệ sinh thì rất dễ dàng. Nó có chống nước, thả đá vào bên trong để ra ngoài trời nắng. 15 phút sau, nó vẫn chưa hoàn toàn tan đá. Còn nguyên này. Cách nhiệt tốt lắm. Nó đáng giá đến từng xu. Khuấy mạnh, giữ nhiệt, ngọn. Long Khoa Học, review khoa học. Alo, mấy giờ rồi còn dùng thùng rác bình thường? Giờ phải dùng smart thùng rác giá rẻ. Cái tôi mua sẽ bao gồm phần thùng khoảng 12 lít, khá lớn, nhựa ABS, tuy hơi mỏng nhưng rất dẻo dai. Còn lại là nắp. Nắp thùng rác ở bộ phận cảm biến bạn ạ. Đổ nước lên cảm biến vẫn hoạt động thông minh như bình thường. Đằng sau có một cổng sạc, có một cái khay để cố định túi ni lông, không như thùng rác bình thường. Cơ chế lắp túi rất ngu. Lắp lên, trời ơi, nước ra trắng mịn, trông mềm dẻo mà bền vô đối. Có hai cách để mở thùng rác này, một là cảm biến bằng tay. Cảm biến bằng tay. Nhanh chưa? Tại sao mà nó lại đứng lên trong một lúc? Nó dành cho những cái bạn gọt hoa quả. Gọt xong mình bỏ tay từ cảm biến ra, nó đóng lại. Thông minh chưa? Ngoài ra nếu bạn quá lười, bạn hoàn toàn có thể xuýt vào thân của nó. Nó tự mở các bạn ạ, ghê chưa? Rất nhẹ nhàng. Nhanh chưa? Lại này. Được chưa? Test tốc độ đổ rác. Nhàn hơn nhiều. Với cái ngoại hình tinh tế và cái tính năng thông minh này, nó cực kỳ phù hợp với các cái văn phòng. Với tôi thì tôi quá hài lòng với em yêu rồi. Long Khoa Học, review khoa học. Linh đâu? Người thừa kế. Bết nhất này. Tủ lạnh chật cứng đổ. Thế nên bây giờ review quả máy hút chân không siêu nhỏ, xem nó ngon hay không nhá. Ủa, bé đúng bằng lòng bàn tay. Cầm khá đầm tay, nhựa đúc, có đúng một nút bấm thôi. Các bà già cũng dùng được. Sử dụng năng lượng pin con thỏ. Tôi có mua kèm thêm combo 10 túi hút chân không. Có đầy đủ kích cỡ từ nhỏ đến to. Dạng túi zip, bề mặt túi cường lực. Mấy cái túi này thì có thể tái sử dụng và rửa lại nhiều lần, không lắm mồm nữa. Test sức mạnh của máy hút. Số đồ before. Test hút thực phẩm. Nó sử dụng van một chiều, các bạn chỉ cần dí chặt và khởi động. Hút cũng khá nhanh. Hút xong thì gọn khoảng 50% diện tích. Với cái van này thì túi nó không bị xì hơi ngược ra, không bị lộ mùi. Tôi lôi trong ngăn tủ lạnh chật cứng thịt ra. Tất nhiên là nó sẽ gọn hơn ban đầu cực nhiều. Nó phải giải phóng được một nửa diện tích khay. Lại còn kín mùi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Gấp quần áo tốn rất nhiều diện tích. Cùng số quần áo đó cho vào túi hút chân không. Hút xong tiết kiệm được một nửa diện tích. Gỡ ra quần áo vẫn thẳng như cách cờ rút từ chối bạn. Tôi nghĩ nhà nào bây giờ cũng cần phải có cái máy hút chân không thì nó mới tiết kiệm được không gian, vệ sinh an toàn thực phẩm. Long Khoa Học, review khoa học.